Chào. Hai. Chào các đồng đội, trời nắng tùm lum mà đi chạy ra đây. Trời. Đây, cái này mình vô nhà đại gia nha. Nhà đại gia đó. Đây, đây là mấy mấy người bạn đạp xe nè. Đó. Ủa. Đây mấy người bạn đạp xe nè đó. Đây là nhà có giơ tay nói rồi đó, giơ tay nói rồi. Đây là nhà của một người bạn. Đây nè, thấy không? Nhà này là nghèo nhất trong đám đó, nghèo nhất trong đám nè. Đó. Không không không, nhà này không có nước uống. Cái bàn kia. Nhà này không có nước uống. Có cái này không à? Đó, thấy không? Nghèo lắm, tội nghiệp lắm. Đó, đây đây. Ở ngoài xa này thì mát. Ok rồi. Ok rồi. Quay sơ các bạn nè, đó thấy không? Nè, sẵn mình happy birthday của bé 18 tuổi. Ok. Ok, 18 mấy lần thứ rồi, không biết nữa. Ok. Ôi giời ơi. 21 forever. Ok. Rồi, đây thêm một hai người bạn nữa ghé nhà chơi. Đó, ủa, ngày nhà của người bạn phải nhà mình nha. Đó, nói hỏi lộn. Đó, bốn cô đó. Đây là đại gia với kiều nữ không? Ok. Thấy chưa? Rồi. Hai, để mình thử coi sao. Vô nè, vô phim nè. Thử rồi, vô rồi, action rồi đó. Action này thử coi nó làm sao. Ok, chúng ta bắt đầu đạp xe nha. Bây giờ đạp ra ngoài đường, bây giờ mình đi qua mấy cái trail. À, thử coi. Thời Covid thì nó cũng giới hạn người, thấy không? Mình cũng đi dưới cái giới hạn. Đó, ngoài đường thì nó cũng nói ngoài đường chứ cái này cũng trong hẻm rồi. Ok. Đoàn đua của chúng ta bắt đầu. Sao nâng cái yên cao lên chút. Rồi chúng ta bắt đầu đi vô trail nha. Ok rồi, chúng ta bắt đầu vô trail nè. Đó, mọi người đạp cách xa nè, thấy không? À, trời ơi, xa quá ra ngoài thấy. Đó, cái đường người ta xây dựng là để cho đạp xe nè, để đi bộ nè. À, bên trái là nhà của nhà dân nè, bên phải là cái con rạch có nước, có cây, có rừng. Ok rồi, chạy lên chào mấy cô coi sao nha. Đây, đây là cô này đó, cô này tên Minh nè đó. Happy birthday em Minh đó. Rồi tới một ông nữa. Đây thêm một cô nữa đó. Đây thêm một anh nữa, đây là tên Quang nè đó, thấy không? Cô bé này tên Thanh nè, nhỏ nhất nhóm nè đó. Đây tới kiều nữ này, kiều nữ này giữ nhất trong nhóm đây đó, thấy không? Đó rõ rồi đó, còn đại ca dẫn đầu đó. Ok rồi, chạy vô tư ha. Tại sao quay đầu lại quay trời? Đang chạy đâu có quay đầu lại quay. À biết rồi. Chờ nghe. Vô. Ok, đây là đoàn xe đạp của chúng tôi đây. Ok, đẹp quá luôn. Chào mọi người, trời giơ tay nữa yếu vì đặt ra gió. Đó, chạy cho nó vững vàng được coi. Hai tay rồi chắc ăn coi. Hello. Hello.
Ok. Đây, chui qua hầm. Chui qua hầm thì mình lại đi ngược về phía bên phải. Còn bên trái á, thì là cái con rạch. Ok. Đây, cái đường người ta làm cho đạp xe đạp nè, cho đi bộ nè, cho dắt chó nè. Ồ, đủ thứ hết. Đó. Đẩy baby rồi đi ra ngoài đường ha. Cũng có mấy tay đạp xe đạp. Ok, trời giờ này nó hơi nắng. 4:30 mà nó cũng còn nắng quá ta. Chỉ xíu là mát rồi. Thì thường là ta đạp ở đây á, ta đạp chơi cho vui thôi. Đạp trong trail á thì nó vui hơn. Cái đường nó lạng lạng. Thường cái đường ở Mỹ này á, người ta làm mấy cái đường này nhiều lắm. Cho người dân người ta đi á. Nó bỏ rất là xa luôn. Chỉnh kiến chiếu hậu lại rồi. Xe đạp cũng có cái kiến chiếu hậu nữa đó. Thôi. Hai người này chơi chậm quá kìa. Bỏ xa mà trước quá kìa. Lên chút coi. Cái đường này có bóng cây nè. Đường bóng cây nè, bên đường là làn xe hơi ha. Có mỗi bên là 3 làn xe hơi. Ở giữa có làn đậu chờ. Tổng cộng là 7 làn. Đường này đường nhỏ thôi. Rồi. Bên đây là đường dành xe đạp cho người ta chạy tập thể dục. Bên trái là con rạch. Phía trên nữa là nhà người ta. Ở đây nhà càng trên núi thì càng mắc tiền. Ok. Wow. Đạp ngoài mà cũng mệt dữ ta. Đó, nguyên đoàn xe nè. Đi xích xích ra đây thấy rồi. Thấy nguyên nhóm nè. Rồi, để chạy lên nha. Đi lên là thâu kìa. Đó. Đây. Quá mặt nè. Quá mặt nè. Thấy không? Mấy người này chạy, người ta chạy là mấy người mà chạy bên phải là mấy người yếu á. Mấy người bên trái người ta quay phim là ta mạnh hơn nè. Đó, thấy không? Đó. On your left. Mấy cái người bên phải á là mấy người chạy yếu á. Đó, thấy không? Mấy người chạy yếu á bị mấy người qua mặt nè. Đó, thấy không? Thấy vậy không? Đó, cái kiểu là vậy đó. Đó. Ok. Lên tới kia. Rồi ngừng lại mình quay họ nghe. Chờ chút nghe. Này. Đó. Cái người giờ ta lên đây nè, mình đi tới đây khoảng nửa tiếng người ta mới tới nè. Đó, hi. Hello. Hi. Ơi, trời, nói gì chứ mệt quá trời, họ không nghe. Đó, cái chỗ này là cái kênh rạch nè, cái dòng sông nhỏ nè, chui qua nè. Thấy không? Nó làm bằng xi măng hết trơn à. Ở dưới cái đáy cũng vậy. Thấy không? Chui qua cái hầm ở trên là cái đường. Đó, cũng ở dưới là nó lót gạch hết trơn. Nó lót gạch. Cho nên nó đường của nó không có đất. Có chỗ thì vẫn còn, có chỗ thì nó lót cho nó đẹp. Chỗ này thì nó cái đường nó lớn quá. Lên ghế. Đó. Đường này lớn quá, dư xe chạy luôn, mấy chiếc chạy cũng được. Ok. Đây nè, đây là bắt đầu là mấy người bạn bắt đầu gần nghỉ mệt nè, chạy 20 mai rồi, bây giờ mình nghỉ mệt chút xíu đi. Đó, thấy không? À, đây. Ok. Rồi, ai cũng khỏe, ông quay phim mệt thôi. Ok. Lên luôn danh, lên luôn, xíu nữa. À. Từ từ đã, không sao. All lowest gear từ từ đã. Rồi.
Rồi. Chị Minh à. Bodyger. Bodyger nghe. Rồi lên luôn. Lên luôn Minh. Nghiêng người ra trước. Người ra trước. Vô số, số gì không có số gì chăng vậy? Mấy cô giỏi. Rồi chạy đi hả? Chạy lên đi. Hả? Chạy lên đi. Nữa hả? À. Được. Wow. Em xuống là cô cái gì như vậy? Ok. Bên đây nè, đây xuống nè. Ôi trời ơi, trời. Ô ô ô ô. Ô. Chậm lại. Hai tay chậm lại. Ừ. Chậm nữa, chậm đừng có nhanh. Rồi chạy lên đi, lên. Rồi Ly nha, chậm chậm nha Ly. Cứ cho xe chạy chậm thôi. Nhanh thắng không kịp đâu. Chậm nữa, bên đây phải nhiều vô. Hiểu hả? Rồi. Người ta dắt chó đi đó. À. Rồi xuống dốc nè. Ok. Há hồ chạy. À. Lên thâu mấy cô. Hey Quang. Hello Quang. Hai. Hai hai cô. Hai. Hello. Phải mình hả? À? Ừ. À, quay ngược. Hello. Vô phim đó nghe. Hai cô vô phim đó nghe. Hello. Trời nãy giờ quên chạy không coi đường trước.
coi trong cái hai. Rồi qua mặt đi, qua mặt chưa? Hi Quang. Hello Quang. Hi Quang, you on camera Quang. Hello. Hi, rồi vô đẹp quá là trời ơi, cái này là như là runway vậy đó. Đó, quá đã luôn. Quá hay luôn. Nè, ra đây sáng thấy rõ Quang đẹp luôn nè. Rồi, quá đẹp luôn. Hi, vô nha. Kỳ này mình quay ngược nha. Đó. Đây mình xích qua bên đây nè, cô đi qua bên đây phải đi. Thế bên này là đó, vô. Ủa đâu rồi? Ở đây 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 rồi. Ai đây? Đến đây nè, qua bên đó. Quay sao thôi. Thanh đâu? Thanh mới đi đâu nữa rồi? Thanh vô phim cái coi. Thanh nãy giờ chưa vô phim nè. Chạy lên đi, qua đi, qua mặt một cô đi. Cô quay Thanh cái coi. À, thấy Thanh nè, trời ơi. Rồi, bây giờ chúng ta đó quay về nhà nè. Đó. Sau khi mười mấy mai đó. Ok. Rồi trời có cái. Có cái bóng nắng. Đó, sao thì tới nhà. Ok. Rồi nhìn cái coi.